Xin chào tất cả mọi người. Thì vừa rồi mình mới ra cái phần 1 hướng dẫn làm gấu bông cho máy cắt laser á. Thì cái phần 1 là phần mình giới thiệu cho các bạn biết về cách đặt tên và các thư mục mình nên đặt. Và nó gồm có phần gì trong đó. Hôm nay phần 2 mình sẽ hướng dẫn các bạn vẽ mẫu nha. Thì chúng ta mở phần mềm Corel lên. Các bạn dùng phần mềm Corel, chúng ta vẽ và xuất ra file AI. Sau đó, từ file AI, các bạn mới sắp xếp trên cái phần mềm của cái máy cắt laser đó. Rồi các bạn mới cho chạy trên cái máy cắt nha. Bây giờ mình lấy mẫu vào. Các bạn chọn file import. Phần đầu tiên đó chính là cái phần ót nha. Khi mà bạn scan vô á, thì cái kích thước của nó sẽ đúng khoảng 95% rồi. Vì vậy bạn không cần phải chỉnh kích thước gì nữa nha. Bây giờ chúng ta tiến hành vẽ thôi. Các bạn phóng to màn hình cho nó vừa nha. Ở đây thì chúng ta có thể sử dụng công cụ Pen Tool cũng được, nhưng mà thường á thì những người mà cho dù người biết đã biết và rành về Corel hay là gì á vẫn xài được bình thường, thì thường xài là công cụ là Bezier nha. Công cụ này là người mới hay là người cũ đều biết dùng hết, nó rất dễ. Các bạn chấm ở các điểm nha. Sau khi mà chúng ta chấm các điểm xong á, các bạn sẽ chọn là Set Tool và nhấn phím tắt là phím F10 nhé. Chúng ta lít ở cái một trong những cái điểm mà chúng ta vừa vẽ đó. Sau đó phía trên này các bạn thấy cái Convert Line to Curve nè, to Curve là cái vòng cung đó, bạn lít chống hiện ra hai giống mũi tên này, các bạn để con trỏ xuống dưới kéo nó lên, đó là nó sẽ uốn cong nha, theo cái ý muốn của mình luôn. Sau đó sẽ đến cái điểm thứ hai, tiếp tục chọn cái đường cong đó, kéo nó lên. Thì vậy là chúng ta đã vẽ xong được cái mẫu rồi đó. Chúng ta sẽ kéo nó ra để chúng ta xem thử nha. Đó. Thì đây là một cái mẫu nha. Một cái mẫu riêng biệt của con gấu bông Cushin. Cái phần ót. Các bạn sẽ tiến hành lưu nó. Sẽ dùng CSS. Đầu tiên mình sẽ dùng CSS để mình lưu nó dưới dạng file Corel trước. Bạn nên lưu theo tên của nó luôn nha, phần ót. Mà luôn để ý một điều là xem là nó có cái lạc hành hay không. Nếu như có lạc hành, chúng ta ghi chú vào luôn. Mình thường ghi chú là lần hát á. Sau đó các bạn save lại. Tiếp theo các bạn sẽ xuất nó ra file AI. Bây giờ các bạn chọn file export. Chọn đến cái thư mục á mà chúng ta cần lưu. Vẫn để là phần ót là thành nè, chúng ta export nó.
Ok. Chúng ta đợi một khoảng thời gian nhé. Đợi cho nó export ra. Rồi, thì là nó đã export xong rồi đó. Chúng ta mở thư mục ra chúng ta xem thử. Đây là phần ót là thành nè. Đó, chúng ta vô là chúng ta đã thấy nè, một cái phần ót của file Corel với một phần ót file AI nè. Những cái phần còn lại các bạn sẽ tạo nguyên hình như vậy luôn. Bây giờ mình sẽ ra tạo nhanh nhé. Thank you.
Thì hiện tại mình đã hướng dẫn các bạn vẽ toàn bộ những cái mẫu bằng file Corel để xuất ra cái máy cắt rồi. Các bạn cố gắng để ý kỹ những cái vòng cung của nó đó. Các bạn phải làm cho nó khớp. Và đặc biệt để ý là con gấu nó quan trọng nhất là ở cái mặt. Vì vậy phần mặt của nó đó, phần mặt chính diện với lại mấy cái phần tiêu á, những cái phần đó các bạn phải để ý vẽ cho chính xác. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.